Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Viễn Khê, dòng độc Lãm, tập 2. Ở ven đường, mua một chai nước cùng một chiếc bánh mì. Cố Khê cứng ngắc, cố gắng nuốt trôi. Cậu hiện tại tuyệt đối không thể gục ngã xuống. Đợi xe 2 lần, Cố Khê xuống xe tại nơi cách ký túc xá không xa. Dọc đường miên man suy nghĩ, lòng chất chứa đầy tâm sự. Khi cậu hoàn hồn thì mới phát hiện mình bị một đám người tay cầm côn vây bắt. Bỏ điếu thuốc xuống, Triển Tô Phàm chỉ tay: "Đánh cho tao!" Côn bỗng đánh xuống, Cố Khê chỉ kịp ngồi xổm xuống, che chắn bụng của mình. Đột nhiên, đầu một trận đau nhức, có cái gì đó từ trên trán của cậu chạy xuống, trước mắt nhờ một màu đỏ. "Đánh! Đánh chết nó cho tao!" Hai bên tay đúng là tiếng kêu gào của Triển Tô Phàm. Cố Khê một tay bảo vệ đầu, một tay chặt chẽ ôm lấy bụng của mình. Cổ họng từng cơn tanh ngọt. Thời khắc này cậu thậm chí có thể có một loại ý niệm ở trong đầu: có lẽ cứ như vậy mà chết đi. Cậu vốn dĩ chỉ là một người bình thường, có thể được hai người Kiều Thiểu Bắc cùng Triển Tô Nam chiếu cố, không biết đã gây ra sự ghen ghét cho biết bao nhiêu người. Trong 3 năm này, hai người kia đối với cậu hết lòng, toàn tâm toàn ý, muốn lấy đi cái mạng này của cậu để đền đáp bọn họ cũng thật đáng giá. "Dừng tay!" Từ xa xa truyền đến tiếng hô ngăn cản việc đánh người giữa ban ngày ban mặt. Triển Tô Phàm buồn bực dừng tay, oán hận nhìn Ngụy Hải Trung đang chạy nhanh tới, nhìn về phía Cố Khê đang nôn khan trên mặt đất. "Tô Phàm, Tô Nam đã nói không cho bất luận kẻ nào tìm đến Cố Khê gây phiền toái mà. Tâm trạng của nó vốn không tốt, em còn muốn đổ dầu thêm lửa cho nó tức điên lên thêm hả?" Vì có người nào đó nhờ vả Ngụy Hải Trung đến chăm sóc Cố Khê, may mắn chính mình kịp lúc. Cố Khê quỳ sạp trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm, trên người cùng trên đầu đều là máu. Quần áo mùa hè vốn dĩ rất đơn bạc, vậy mà Cố Khê lại phải chịu đựng tất cả những cú đánh ngược đãi này. "Anh Hải Trung, bây giờ anh lại ăn cây táo gào cây sung hả? Muốn thay cho cái tên này biện hộ phải không?" Triển Tô Phàm nhìn không được, đạp thêm cho Cố Khê một cước. Thân thể của Cố Khê giật giật lên, rồi không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Vẻ mặt của Ngụy Hải Trung rất là giận dữ. Hắn không thể nói rõ rốt cuộc là phẫn nộ vì Cố Khê đã phản bội hay đối với hành vi của Triển Tô Phàm bất mãn. Hắn nghiêm túc nói: "Tôi không phải thay Cố Khê biện hộ. Tôi không muốn khoảng thời gian này làm cho Tô Nam cùng Thiệu Bắc có thêm nhiều chuyện phiền lòng. Em nên biết tính tình của anh của em ra làm sao. Nó dù có hận Cố Khê cũng sẽ không thích nhìn em hành động như thế này đâu. Hơn nữa hai vị lão gia bây giờ còn đang ở trong cảnh cục. Làm như vậy, lỡ em nháo gây chết người, không phải là càng thêm phiền toái sao?" Triển Tô Phàm bất mãn hơn một tiếng. Bất quá ngẫm lại tính tình của anh hắn, hắn liền đem cây gậy trong tay giao cho đám tay chân, rồi mới ngồi xổm xuống, nắm tóc của Cố Khê kéo lên. Hiện ra gương mặt tràn đầy vết bầm tím cùng vết máu loãng. Độc ác nói: "Mày là đồ hèn kém không ai bằng, đê tiện đến mức không ai đê tiện hơn, dựa vào gương mặt cùng thân thể để đeo bám anh của tao cùng anh Thiệu Bắc. Lần này muốn dạy dỗ mày để mày bớt đê tiện." "Tô Phàm!" Ngụy Hải Trung nhíu mày. Triển Tô Phàm trong lời nói thật là quá quắt. Mặc kệ Cố Khê vì mục đích gì, nhưng Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc đối với Cố Khê là tình cảm chân thành. Triển Tô Phàm nói như vậy đã vô tình vấy bẩn tình cảm thiêng liêng đó. Cố Khê không có phản ứng gì, cậu nhắm nghiền hai mắt, biểu tình thống khổ. Triển Tô Phàm hung hăng mà vỗ vỗ lên gương mặt chằng chịt vết bầm tím của Cố Khê, tuyệt tình nói: "Nếu ngày mai tao còn nhìn thấy mày ở nơi này, tao sẽ đem mày ném vào câu lạc bộ đêm cho người ta cường bạo mày, cút ngay cho tao." Buông đầu của Cố Khê ra, Triển Tô Phàm mang theo mấy người thuộc hạ ly khai. Ngụy Hải Trung thật phiền muộn, nhưng hắn cũng không có nói gì cả. Việc làm của Cố Khê đúng là đã khiến cho nhiều người tức giận. Cho dù Triển Tô Phàm không ra tay, thì hai vị lão gia cũng sẽ ra tay thôi. Ngồi xổm xuống, Ngụy Hải Trung nâng Cố Khê dậy: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện." "Đừng!" Suy yếu mà giữ chặt lấy tay của Ngụy Hải Trung. Tay kia của Cố Khê vẫn duy trì tư thế che bụng. Cậu thở hổn hển, cúi đầu cất tiếng: "Đừng đụng đến em, giúp em nằm úp sấp xuống, một lát thôi." Bụng rất đau đớn, cậu sợ. Được, tôi không động vào cậu. Cố Khê là sinh viên học y. Ngụy Hải Trung nhẹ nhàng buông Cố Khê ra, đứng lên thay cậu che chắn dương quang nóng bỏng. Lặng lặng nằm trên mặt đất, tới hơn nửa tiếng, Cố Khê mới có chút động tĩnh. Ngụy Hải Trung vội khom người. Cử động được không? Được. Sau đó, Ngụy Hải Trung ngồi xổm xuống, ôm lấy Cố Khê. Ta đưa cậu đi bệnh viện. Không. Gần như cái gì cũng đều không có thấy rõ, nhưng Cố Khê vẫn một mực lắc đầu. Cậu hiện tại tuyệt đối không thể đi bệnh viện. Dùng hết sức lực còn lại, cậu nói. Em muốn trở về ký túc xá, có được không? Không được, cậu giờ thành cái dạng này rồi, nhất định phải tới bệnh viện. Ngụy Hải Trung ôm Cố Khê hướng xe của mình đi đến. Anh Hải Trung! Không biết khí lực đâu ra mà Cố Khê nắm chặt lấy cánh tay của Ngụy Hải Trung, mở to hai mắt, trong đó chất chứa đầy nỗi thống khổ, khó có thể chịu được. Xin anh, đưa em trở về. Cậu không thể đi bệnh viện được. Ngụy Hải Trung nhìn Cố Khê trong chốc lát, rồi xoay người ôm lấy cậu, hướng ký túc xá của cậu mà đi tới. Nói là ký túc xá, nhưng kỳ thật chính là căn phòng gần trường học mà Kiều Thiểu Bắc cùng Triển Tô Nam thuê cho Cố Khê. Lúc chương trình học của Cố Khê gấp gáp, căng thẳng, cậu sẽ ở đây. Còn bình thường sẽ ở tại căn nhà lớn do Kiều Thiểu Bắc cùng Triển Tô Nam đồng sở hữu. Vào phòng, Ngụy Hải Trung nhẹ nhàng đặt Cố Khê lên ghế sofa rồi mới đi tìm hòm thuốc. Lúc trở lại, nhìn bộ dáng của Cố Khê, Ngụy Hải Trung trong lòng cũng không hề thấy dễ chịu. Tuy rằng Cố Khê cùng hắn không quá thân quen, nhưng trong 3 năm này, không chỉ có Kiều Thiểu Bắc cùng Triển Tô Nam coi Cố Khê như bạn hữu, mà hắn cũng quan tâm chăm sóc Cố Khê như là em trai của mình. Thở dài một hơi, Ngụy Hải Trung lấy băng gạc cùng lấy thuốc ra, xử lý vết thương cho Cố Khê. Mà Cố Khê lại một lần nữa đè tay của Ngụy Hải Trung xuống, miệng cưỡng mở to hai mắt. Cậu nói, để chính em làm. Nhìn vết thương trên người cùng trên đầu của Cố Khê, Ngụy Hải Trung nhăn mày. Như vậy không được, tốt nhất cậu nên đi bệnh viện thôi. Em học y mà, chính em biết rõ, thương tổn không có quá nặng. Thở hổn hển, Cố Khê nở một nụ cười ảm đạm. Trường học, có lẽ cũng không thể đi được nữa rồi. Ngụy Hải Trung buông băng gạc cùng thuốc xuống, đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh, thấm ướt khăn mặt, lau sạch đất và máu ở trên mặt của Cố Khê. Ngụy Hải Trung dùng băng gạc quấn quanh vết thương trên đầu của Cố Khê. Trong nhất thời, không biết nên mở lời với Cố Khê như thế nào về mục đích của hắn tới đây. Đến bây giờ, hắn cũng khó có thể tin rằng Cố Khê sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng sự thật cùng với chứng cứ đều phơi bày ra trước mắt. Nhất là người cảnh sát xử lý vụ án này đã chính miệng thừa nhận hắn từ Cố Khê nhận được tin tức. Điều này làm cho bọn họ không tin cũng khó. Bất quá Cố Khê đã thay Ngụy Hải Trung giải quyết được khó khăn này. Cậu chủ động mở miệng hỏi trước. Anh Hải Trung, anh tới là vì có chuyện gì sao? Ngụy Hải Trung khớp hàng nghiến thật chặt, buông băng gạc trong tay ra, từ trong túi lấy ra một phong bì lớn, đặt trước mặt Cố Khê rồi nói. Thiệu Bắc vừa gọi điện thoại cho tôi, nói tôi tới tìm cậu. Nơi này có 5 vạn đồng, cậu hãy cầm lấy. Lão gia rất tức giận, cậu không thể ở lại đây được nữa. Huống chi, Tô Nam cùng Thiệu Bắc lần này bị tổn thương rất nặng, bọn họ cũng hy vọng cậu. Lời nói phía sau cũng không cần phải nói hẳn ra. Cố Khê hiểu được, mặc kệ cậu có chịu đựng được hay không, cậu cũng không thể ở lại đây được nữa. Trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng, sau một lúc lâu im lặng, Ngụy Hải Trung mở miệng. Rời đi cũng tốt, Tô Nam cùng Thiệu Bắc muốn sang Mỹ, cậu ở lại đây thì tình cảnh sẽ rất khó khăn. Đến trường học có lẽ cũng... Với tình huống hiện tại thì dù cậu muốn đi học, e rằng cũng không được. Cố Khê, chuyện thành ra như vậy, nhưng Thiệu Bắc vẫn nghĩ tới cậu. Số tiền này tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cậu đến một nơi khác yên ổn. Hãy tìm một công việc rồi sau đó sinh sống qua ngày cũng được. Cậu tuổi còn nhỏ, còn có thể thi đại học lại. Ngày mai tôi sẽ tới trường học giúp cậu lấy hộ tịch. Bên Tô Phàm, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ tìm nó. Cậu trước hãy dưỡng thương thật tốt, sau đó mới rời đi. Nhìn cái phong thư kia, Cố Khê trên mặt không có biểu tình gì, chỉ gắt gao ôm lấy thân thể chính mình đang phát run. Ngụy Hải Trung lại thở dài rồi mới đứng lên, Cố Khê, sau này cậu hãy tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, đừng tưởng rằng cảnh sát đều là người tốt. Tương lai sau này phải dựa vào chính mình thôi. Lưu lại những lời này xong, Ngụy Trung Hải ly khai. Cố Khê vẫn nhìn chằm chằm vào phong thư kia, hai tay chậm rãi trượt xuống bụng của mình, nhẹ nhàng so. Nếu như là một tháng trước khi mà phát sinh chuyện như vậy, cậu nhất định sẽ lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Ánh mắt từ từ lưu chuyển, dừng lại di ảnh của nại nại treo trên tường. Cố Khê nghe bên tai văng vẳng lời của bà nội trước khi Lâm Chung dặn dò cậu. Tiểu Hà à, mặc kệ ngày sau có bao nhiêu cay đắng, mặc kệ một người có bao nhiêu khó khăn, cháu đều phải cố gắng sống thật hạnh phúc. Như dòng sông vĩnh viễn không bao giờ nhìn lại mà chỉ luôn chảy về phía trước. Một ngày nào đó, cháu sẽ thành biển rộng. Nãy, một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Từ khi chuyện không may đến giờ, cậu đều không khóc, nhưng mà bây giờ, Cố Khê đem mặt gắt gao, chôn ở sâu trong ghế sofa, không tiếng động mà phát tiết những ủy khuất của mình. Nãy, cậu sao có thể quên lời của nãy từng nói, một người nên dựa vào chính mình. Có lẽ bởi vì cậu đã quá ỷ lại vào hai người kia quá nhiều, cho nên ông trời mới trừng phạt sự lười biếng của cậu. Che bụng, Cố Khê ngẩng đầu nhìn trời cao. Đừng cướp đi điều duy nhất mà cậu có. Xin ngài hãy để sinh mệnh trong bụng của cậu được sống. Van cầu ngài, hãy cho tôi một hy vọng để cố gắng sống. Bầu trời dần dần tối, Cố Khê bắt đầu cảm thấy bỏng rát. Cậu không thể dùng dược, gom hết sức lực chống đỡ đến nhà vệ sinh, rồi cởi bỏ quần áo bị xé rách và vô cùng bẩn thỉu. Cố Khê tay run rẩy dùng khăn tắm được ủ nóng chườm lên thân thể phủ kín vết thương của mình. Sương gò má hoàn toàn sưng tấy, hiện giờ có lẽ cũng khó có thể nhận ra cậu. Cố Khê tẩy trùng miệng vết thương trên trán, thay đổi băng gạc, nhưng rồi rất nhanh băng gạc trên trán liền xuất hiện một vệt máu. Triển Tô Nam từng trải qua một lần đấu súng, nên từ đó về sau, trong ký túc xá của Cố Khê luôn chuẩn bị sẵn các loại thuốc chữa trị, còn có băng gạc cùng đồ sơ cứu. Nhưng Cố Khê trăm triệu lần cũng không ngờ tới, lại có một ngày cậu dùng đến những thứ này. Chỉ là loại thuốc trị thương này hiện tại cậu không thể dùng được. Mất gần 2 tiếng xử lý xong miệng vết thương, bỗng nhiên xương ngực của Cố Khê đau nhức không thôi. Xương sườn không có bị gãy, nhưng có lẽ cũng đã bị rạn xương. Tìm tạm một bìa giấy cát tông cứng, cố định lại xương ngực, Cố Khê bước đi khập khiễng lê tới bàn ở phòng khách, rồi mở đèn. Cả người đều rất đau, mắt sưng vù, chỉ có thể miệng cưỡng mở ra một chút. Đầu choáng váng nặng nề, hai mắt gần như thấy không rõ bất cứ thứ gì. Nắm chặt lấy tóc của mình đang ngây ngốc một lúc, Cố Khê mở một ngăn kéo ra, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm cùng một tờ chi phiếu. Sổ tiết kiệm có 5.000 đồng, là tiền mà trước đây cậu đi làm thêm kiếm được. Sau vì lên đại học, việc học hành quá căng thẳng, nên Thiểu Bắc cùng Tô Nam không có cho phép cậu đi làm nữa. Số tiền ở trong sổ này cũng không có thay đổi. Tấm chi phiếu là Kiều Thiểu Bắc cùng Triển Tô Nam cho cậu. Bên trong ghi bao nhiêu tiền cậu cũng không rõ. Hai người kia đối với cậu đúng là tốt vô cùng. Từ khi cùng bọn họ quen biết, cậu không còn phải lo lắng vấn đề kiếm sống nữa. Vì thế, cậu không có gì phải oán trách, phàn nàn. Bởi vì chính cậu đã phản bội họ, nên họ mới tức giận. Thậm chí, ngay cả cơ hội để cậu được giải thích cũng bị lãng quên. Như vậy cũng tốt, cậu vốn không nên cùng những người có thân phận hiển hách cùng một chỗ. Giờ coi như cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có của nó mà thôi. Có những thứ nếu không phải của cậu thì cũng không nên gò ép. Lấy giấy bút, Cố Khê kịch liệt ho khan vài tiếng, lao khóe miệng còn vương một chút máu. Cậu cầm bút, cố gắng che kín đôi tay, đồng dạng xanh tím, căn bản cầm không có được bút. Cổ tay cũng đang không ngừng run rẩy. Cố Khê tay trái cầm lấy cổ tay phải, gian nan mà viết xuống. Anh Hải Trung, em phải đi rồi. Xin thay em hướng Tô Nam cùng Thiệu Bắc nói một tiếng thật xin lỗi. Còn có, cảm ơn bọn họ trong 3 năm qua luôn chiếu cố đến em. Tiền Thiệu Bắc cho em không thể nhận. Xin thay em trả lại cho cậu ấy. Cậu anh nói giùm với bọn họ rằng 3 năm qua em không hề giả dối. Một đêm kia cũng không phải là giả. Xin nói với bọn họ, hãy trân trọng, có lẽ không cần nói tái kiến. Cố Khê. Viết ra mỗi một chữ đều run rẩy. Viết xong chữ cuối cùng, Cố Khê buông bút, gấp lá thư lại. Cậu đem 5 vạn đồng kia cùng tờ chi phiếu bỏ vào trong một phong bì lớn. Bọn họ vì cậu mà phải trả giá, cậu đời này chỉ sợ là không đền đáp đủ. 5 vạn đồng, bất quá cũng chỉ là một chút tâm ý của cậu. Đối với hai người kia mà nói, 5 vạn đồng này còn chưa đủ tiền cho một bộ quần áo. Viết thư xong, Cố Khê ngồi nghỉ trong chốc lát, rồi lại gian nan đứng dậy bước đến phòng ngủ, mở ra tủ treo quần áo. Tim của Cố Khê đập mạnh, loạn nhịp. Lúc này cậu mới phát hiện trong tủ quần áo của mình, hết thảy đều là của hai người kia mua cho cậu. Hầu như không có cái gì cậu có thể mang theo. Đứng trước tủ quần áo ngây ngốc đến nửa ngày, Cố Khê khép lại cửa tủ, đến bên cạnh giường, chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại. Giờ cậu cần hảo hảo ngủ một chút. Tay lại chuyển qua bụng, Cố Khê nhẹ nhàng vuốt ve. Ai cũng không biết, ngay cả chính cậu cũng không biết, nơi này có thể đang thai nghén một sinh mệnh. Cùng Kiều Thiểu Bắc, Triển Tô Nam quen biết tới nay, cậu chưa từng ở trước mặt hai người lộ ra thân thể của mình. Cậu không dám, cũng không thể. Thân thể của cậu có một bí mật mà chỉ mình bà nội đã mất biết. Đương nhiên, còn có một người, chính là mẹ của cậu. Người sinh hạ ra cậu, hiện giờ cũng không rõ tung tích. Thân thể của cậu không giống với nam nhân bình thường, cậu đồng thời có những đặc điểm của cả nam lẫn nữ. Cậu là song tính nhân. Đó cũng là nguyên nhân vì sao cậu muốn học y. Sau khi lên đại học, cậu tuyệt đối với thân thể của mình là đã hiểu rất rõ ràng. Nhưng theo y học, cậu được gọi là người lưỡng tính dị dạng. Cậu có buồng trứng và tử cung của nữ giới, nhưng lại có cơ quan sinh sản của nam giới. Trong cơ thể của cậu, nội tiết tố nam cùng nội tiết tố nữ luôn xung đột. Việc này khiến cho vẻ bề ngoài của cậu nhìn qua không giống như những người con trai khác, không nam tính. May mắn đáng ăn mừng chính là cậu không có bộ ngực. Thật ra cậu là người khó có thể thụ thai, nhưng kỳ lạ là tháng này cậu lại xuất hiện dấu hiệu của việc mang thai. Buổi tối cậu trộm tới phòng thí nghiệm kiểm tra máu cùng nước tiểu. Kết quả là làm cậu khiếp sợ, cậu thật sự đã mang thai. Vừa có chút kinh hoảng, nhưng lại cũng có một chút chờ mong. Đó là kết tinh của cậu cùng bọn họ. Nhưng rồi cậu lại lo lắng, đêm đó họ uống quá nhiều, có thể hay không sẽ ảnh hưởng tới em bé. Cậu rất mong muốn đứa bé này. Nếu cậu nói cho bọn họ biết bí mật của cậu, liệu bọn họ sẽ chấp nhận đứa bé này chứ? Suốt mấy ngày nay, cậu mỗi ngày đều suy nghĩ về chuyện này, nên căn bản không hề nhận thấy có người đang cố ý tiếp cận cậu. Đè nén hơi thở nhằm áp chế nỗi đau đớn trong lòng, Cố Khê xoay người nằm thẳng, hai tay vẫn không ngừng khẽ vuốt ve bụng. Cơ hồ những cơn đau đớn vừa rồi là do bị đánh quá nhiều không còn. Thầm cầu nguyện, mong cho đứa nhỏ có thể kiên cường chống chọi. Một thân đau xót, Cố Khê rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa mà nhắm hai mắt lại. Cậu đã quá mệt. Hơn 5 giờ chiều, ngủ không được an ổn, Cố Khê tỉnh giấc. Nằm trên giường đến hừng đông, cậu chậm rãi từ trên giường đứng lên. Ngủ một đêm, thân thể càng trở nên đau đớn. Thở hổn hển, từng bước cố gắng lết tới nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng. Cố Khê lấy ra ba lô, xếp 2 cuốn sách về y học, một phong thư lớn cùng di ảnh của bà nội vào. Nhìn chung quanh căn phòng một vòng, căn phòng mà cậu đã gắn bó suốt 1 năm. Cố Khê bỗng nhiên phát hiện cậu chỉ có thể mang theo rất ít đồ. Lấy ví tiền ra, bên trong còn được hơn 500 đồng. Cùng với chứng minh nhân dân của bản thân, Cố Khê lại ngồi đợi trong chốc lát. Đã đến lúc, cậu đeo ba lô lên vai, bước đi khó khăn ra tới cửa, mở cửa, khóa cửa, đem chìa khóa bỏ vào bên trong bì thư. Cố Khê tựa đầu vào cửa, nói lời tạm biệt với cuộc sống 3 năm của chính mình. Lấy hết tất cả can đảm, hít một hơi thật sâu, rồi cậu bước đi. Toàn thân đều bị thương tổn, hành động lại không tiện, nên suốt dọc đường đi, những người qua đường đều quay lại nhìn Cố Khê. Nhưng đối với cậu bây giờ mà nói, những ánh mắt đó căn bản không có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng cũng tới cửa công ty, đem phong bì gửi đi, xong cậu đã gọi một chiếc taxi, dù biết nó sẽ rất tốn tiền. Vừa lên xe, tài xế hỏi: "Đi đâu?" "Đi đâu?" Cố Khê suy nghĩ thất thần, nên đi đâu đây? Đi đâu? Lái xe lại hỏi, càng không ngừng lén nhìn Cố Khê từ kính chiếu hậu. Đến! Mở miệng, âm thanh khàn khàn khiến cho cậu cũng giật mình. Nuốt một ngụm nước bọt, Cố Khê nắm chặt ba lô. Đến nhà ga! Xe taxi hướng nhà ga chạy tới, Cố Khê nhìn ra ngoài xe, rời khỏi thành phố, nơi cậu được sinh ra, trưởng thành. Cậu phải ra đi, kiếp này chỉ sợ e là không bao giờ có thể quay lại. Nơi đây cậu đã trải qua biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố, đã gắn bó với biết bao nhiêu tình cảm. Hai tay kề sát bụng, Cố Khê cắn chặt răng. Tương lai phía trước rồi sẽ có rất nhiều khó khăn, rất nhiều cay đắng, nhưng cũng sẽ tràn đầy hy vọng. Tìm một nơi cách xa thành phố này thật xa, một nơi có thể làm cho cậu quên đi nơi này và một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Một khu biệt thự chiếm cứ cả một ngọn núi. Nơi ở riêng tư như thế này là niềm ước ao không biết của bao nhiêu người. Để người phía sau cánh cổng nhìn thấy rõ mình, rồi đi thông báo cho chủ. Ngụy Hải Trung chờ đối phương mở cửa. Đôi mày nhíu chặt cho thấy lúc này tâm trạng của hắn không hề tốt, thậm chí còn có thể dùng từ trầm trọng để hình dung. Không phải đợi lâu, cửa mở, Ngụy Hải Trung quàng tay lái, đem xe chậm rãi đi vào. Hải Trung, đến tìm đại thiếu gia sao? Người gác cổng hỏi. Ừ, thiếu gia có ở trong không? Đại thiếu gia cùng Kiều thiếu gia ở hoa viên ấy. Được. Chạy xe tới bãi đổ, Ngụy Hải Trung nhìn thoáng qua chỗ này đã đậu hơn mười mấy chiếc xe. Từ khi lão gia hai nhà, Triển Kiều bị cảnh sát mời đi uống trà, thì người lên núi cũng nhiều hơn. Triển lão gia lập nghiệp từ hắc đạo, về sau khi đã tẩy trắng để làm ăn trong sạch. Nhưng có người nào không biết Triển lão gia có thế lực ngầm lớn nhất phương Bắc chứ? Mà Kiều lão gia xuất thân là quân nhân, có uy tín rất lớn trong quân đội. Doanh Hải là trái tim của cả nước, thế lực hai nhà Triển Kiều tại Doanh Hải trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ trong nước. Có thể tưởng tượng thấy rằng lần này lão gia hai nhà bị thỉnh đi uống trà đã gây chấn động tới nhường nào. Triển lão gia, Triển Khôn cùng Kiều lão gia, Kiều Tác Hành là huynh đệ sinh tử, từ trên chiến trường sống sót. Hai vị huynh đệ này, một đen một trắng, mấy chục năm đều vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Mối quan hệ trong đó rất sâu xa, thật có thể xứng với câu nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ đơn thuần nhìn đến cái tên của Triển Tô Nam cùng Kiều Thiểu Bắc thì cũng biết được hai người được sinh ra cùng tháng cùng năm. Một nam một bắc, nam bắc tung hoành, hắc bạch lần lượt thay phiên. Tuy rằng sự tình lần này nhìn qua cực kỳ khó giải quyết, nhưng hai vị lão gia nhiều năm trải qua sóng gió, giải quyết sự việc khó khăn này chỉ như là một việc nhỏ. Chưa đến 3 ngày, hai vị lão gia đã được Cục trưởng Cục Cảnh sát kính cận hộ tống về. Lý Cảnh Quan phụ trách điều tra hai vị kia cũng bị giáng chức đều đi nơi khác. Xuống xe, Ngụy Hải Trung trong đầu thỉnh thoảng lại lóe lên những điểm đáng ngờ mà hai ngày nay hắn tỉnh táo suy nghĩ lại mới phát hiện được. Nhất là sáng nay, lá thư được đưa đến càng làm tăng nghi hoặc của hắn. Cố Khê vì cái gì phải làm như thế? Việc này đối với cậu thì có lợi ích gì? Cố Khê rất rõ ràng thế lực của hai nhà Triển Kiều. Vì cái gì lại làm ra việc lấy trứng chọi đá chứ? Còn có người khác mà Cố Khê nói đến là ai? Ngụy Hải Trung có điểm hối hận vì hắn lúc ấy tức giận mà che mờ mắt, không cùng Cố Khê nói chuyện thêm gì cả. Nghĩ đến đây, hắn lại trong đầu lắc đầu. Chính hai vị lão gia đã tra ra Cố Khê là người đi mật báo, hẳn là không nhầm lẫn được. Cố Khê vu cáo bọn họ chẳng khác nào như là con kiến vu cáo con voi. Một Cố Khê nhỏ bé không thể gây ra uy hiếp gì, thì hai vị lão gia không có lý do nào đổ oan cho cậu. Mang theo rất nhiều nghi vấn, Ngụy Hải Trung cầm cặp tài liệu của mình cùng tâm tình trầm trọng đi vào hoa viên phía sau tìm Triển Tô Nam cùng Kiều Thiểu Bắc. Với tâm tư riêng của mình, hắn vẫn hy vọng chuyện này chỉ là một chuyện hiểu lầm, mặc dù hắn thấy hy vọng đó thật là xa vời. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hai vị lão gia, bọn họ tra ra Cố Khê làm thì nhất định là do cậu ta làm. Từ xa, Ngụy Hải Trung thấy Kiều Thiểu Bắc cùng Triển Tô Nam đang nằm dưới dù che nắng. Người hầu đứng ở phía sau hai người, cách đó không xa nhìn Ngụy Hải Trung, liền tiến đến khom người. tại bên tai hai người nói cái gì đó. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đây. Tô Nam, Thiểu Bắc. Cất tiếng chào, Ngụy Hải Trung bước nhanh tới. Triển Tô Nam không có tinh thần, liền cúi đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Thiểu Bắc chỉ chỗ trống ở bên người. Ngụy Hải Trung đi đến ngồi xuống. Người hầu mang trà tới. Kiều Thiểu Bắc phất tay, người phụ trách phụ thuộc liền lui xuống. Tuy rằng nơi này là nhà của Triển Tô Nam, nhưng Kiều Thiểu Bắc một chút cũng không câu nệ, coi như đây là nhà của chính mình. Đương nhiên, Triển Tô Nam ở Kiều gia cũng như thế. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ không có phân biệt. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiểu Bắc so với anh em ruột là Triển Tô Phàm còn thân thiết hơn. Cũng bởi vì như vậy, sau một đêm kia, hai người chia sẻ không có một chút xấu hổ. Cùng chiếm giữ được Cố Khê đối với bọn họ mà nói, tựa hồ là điều đương nhiên. Nhìn thấy Triển Tô Nam rầu rĩ không vui, còn bên cạnh Kiều Thiểu Bắc thì ngẩn người. Ngụy Hải Trung trầm mặc trong chốc lát, rồi mới mở miệng nói. Tiểu Hà đi rồi, vào ngày hôm qua. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiểu Bắc thân thể rõ ràng chấn động, sắc mặt thay đổi. Triển Tô Nam mở mắt, quay hàm nghiến chặt, không có nói lời nào. Kiều Thiểu Bắc tựa trên ghế nằm ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt thành quyền. Thật lâu sau, hắn mới khàn khàn mở miệng. Đi, đi nơi nào? Không biết. Ngụy Hải Trung từ cặp của mình lấy ra một phong bì lớn, đưa cho Kiều Thiểu Bắc. Anh sáng nay nhận được thứ này của cậu ấy gửi, cậu ấy đem trả lại tiền mà cậu cho. Còn có. Ngụy Hải Trung từ phong thư lấy ra một tấm chi phiếu, sổ tiết kiệm Cố Khê để lại cùng lá thư. Vừa nhìn cuốn sổ tiết kiệm cùng tờ chi phiếu, Kiều Thiểu Bắc hô hấp trở nên vô cùng dồn dập. Triển Tô Nam cũng ngồi bật dậy. Ngụy Hải Trung đem lá thư đưa qua. Các cậu đọc đi. Trừng mắt nhìn lá thư, trong ánh mắt của Kiều Thiểu Bắc né tránh đủ loại cảm xúc phức tạp. Cuối cùng hắn quay đầu, lạnh lùng nói. Cậu ấy muốn đi thì cũng đã đi rồi, anh cầm lại đi, em không cần. Thư này nếu là cậu ấy gửi cho anh thì anh cứ giữ lấy. Nhìn Kiều Thiểu Bắc, người luôn luôn bình tĩnh cơ trí, thế nhưng cũng sẽ có lúc hờn dỗi. Ngụy Hải Trung ngược lại càng bình tĩnh, hắn bỏ thư vào tay của Kiều Thiểu Bắc, nói. Các cậu vẫn là nên xem đi, mặc kệ cậu ta đã làm gì, nhưng trong lòng của các cậu vẫn còn để ý tới cậu ấy, không phải sao? Ai nói chúng em vẫn còn quan tâm tới cậu ta? Triển Tô Nam nháy mắt tức giận, nhanh chóng giật lấy lá thư. Kiều Thiểu Bắc cản lại hắn, rồi cười tự giễu, ngữ điệu mang theo án thán nói. Anh Hải Trung, anh luôn thẳng thắn như vậy. Ngụy Hải Trung vỗ vai của Kiều Thiểu Bắc. Xem đi, cậu ấy tuy không viết nhiều lắm, nhưng anh cảm thấy tốt nhất là các cậu nên tận mắt đọc. Sau khi đọc xong, muốn xé bỏ hay muốn thiêu hủy nó thì tùy. Kiều Thiểu Bắc thở hắt ra một hơi để áp chế ngực của mình đang khó chịu. Hắn mở lá thư ra. Vài giây sau, ánh mắt của hắn trừng lớn, tay run rẩy, tâm đau đớn. Đột nhiên Kiều Thiểu Bắc gặp lá thư lại cúi đầu, không muốn Ngụy Hải Trung nhìn thấy thần sắc của hắn. Triển Tô Nam lấy đi lá thư, sau khi xem xong, hắn nâng tay che mắt. Đồng dạng cũng không muốn biểu lộ cảm xúc của chính mình vào lúc này. Đây là chìa khóa ký túc xá của Tiểu Hà. Ngụy Hải Trung đem chìa khóa nhét vào trong tay của Kiều Thiểu Bắc, cuối cùng vẫn là nhìn không có được, nói ra nghi hoặc của mình. Anh rốt cuộc vẫn không hiểu Tiểu Hà vì cái gì mà làm như thế. Nếu cậu ấy cố ý tiếp cận các cậu, thời gian 3 năm không phải là quá dài sao? Hơn nữa, cậu ta là cô nhi, làm như vậy thì có lợi ích gì? Cậu ấy nói là còn có người khác, nhưng vì cái gì mà tên họ Lý kia chỉ nhắc tới mọi Tiểu Hà? Kiều Thiểu Bắc thân mình rũ xuống. Triển Tô Nam buông hai tay che mắt, chân mày của hai người đều nhăn chặt. Ngụy Hải Trung lập tức nói. Tất nhiên, đây chỉ là nghi vấn của riêng anh. Chỉ là Cố Khê đã đi rồi, bọn họ cũng vô pháp có thể tìm được đáp án. Triển Tô Nam lại một lần nữa nhìn lá thư trong tay. Kiều Thiểu Bắc vẻ mặt trầm tư nhìn về phía trước, âm thầm trách cứ mình đã tạo thêm nhiều phiền não cho hai người vốn đã đang khó chịu. Ngụy Hải Trung đứng lên, vỗ vỗ vai hai người. Cả ngày nhàm chán ở nhà thì dù tâm tình có tốt cũng sẽ biến thành tồi tệ đó. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, mà các cậu rồi cũng sẽ nhanh chóng phải đi Mỹ thôi. Sau này muốn một năm nhìn thấy các cậu cũng là khó khăn đó. Đi nào, hôm nay anh làm chủ, đi ra ngoài thư giãn một chút. cậu ấy vì sao lại đi vội vàng như vậy? Kiều Thiểu Bắc chờ cất tiếng. Khi nghe thấy người nào bỏ đi, hắn cũng không có hề kinh ngạc. Như thể muốn nóng lòng rời khỏi bọn họ, cực kỳ giống cái kiểu có tật giật mình. Ngụy Hải Trung không biết làm sao để nói cho hai người biết việc Triển Tô Phàm đánh Cố Khê. Hắn mơ hồ nói, có lẽ cậu ta cảm thấy cuối cùng vẫn phải rời đi, không bằng ra đi sớm một chút. Ba em đâu? Triển Tô Nam đem lá thư nhét vào trong túi quần, không xé bỏ, cũng không có ý vứt đi. Ngụy Hải Trung trả lời, anh trực tiếp qua đây tìm các cậu, không có qua chào hỏi bác trai. Bãi đổ xe có rất nhiều xe, chắc hẳn là đang bàn cái vụ việc của Tiểu Hà. Ngụy Hải Trung so với hai người kia lớn hơn 3 tuổi, phụ thân hắn là đội trưởng cảnh vệ của Kiều lão gia, khi vừa giấc ngủ liền làm việc cho Kiều gia. Ngụy Hải Trung không có tốt nghiệp từ trường quân đội, sau khi thuận lợi tiến vào quân đội, hiện giờ hắn là thư ký riêng của Kiều lão gia, bí mật thay Kiều lão gia quản lý sản nghiệp cá nhân. Bằng không, nếu chỉ với thu nhập từ quân đội của Kiều lão gia, căn bản không thể giống như Triển gia có thể xây dựng một tòa nhà nằm trên một ngọn núi. Đi thôi, đừng có ủ rũ nữa, cũng không phải là trời sập. Một trái một phải ôm lấy Triển Tô Nam cùng Kiều Thiểu Bắc, Ngụy Hải Trung kéo hai người tới bãi đậu xe. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc không có tâm tình đi thư giãn, nhưng ở nhà cũng chỉ càng thêm phiền muộn. Hai người liền không có cự tuyệt, mặc cho Ngụy Hải Trung kéo vào ngồi trong xe. Triển Tô Nam một tay đặt ở trong túi quần, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào lá thư mà Cố Khê để lại, một tay kia chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu không ngừng lóe lên một câu: 3 năm qua em không hề giả dối, một đêm kia cũng không phải là giả. Mà ngồi bên cạnh, Kiều Thiểu Bắc cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đồng dạng cũng không ngừng lặp lại câu nói ấy. Trái tim không phải không đau, chỉ vì yêu cho nên mới đặc biệt đau. Đêm hôm đó bọn họ không phải đơn thuần chỉ do rượu vào loạn tính, mà là do khát vọng bọn họ luôn đặt ở trong đáy lòng, bị rượu làm cho bứt ra mà thôi. Nếu không phải là Cố Khê mà đổi lại là một người khác, thì đêm hôm ấy căn bản cái gì cũng không có phát sinh. Bọn họ từng lén lút thương lượng cuộc sống sau này cùng Cố Khê như thế nào, thậm chí bọn họ cũng đã chuẩn bị một kế hoạch tương lai thật tốt, kết quả lại bị một cú điện thoại đập nát hết. Phụ thân bị cảnh sát mời đi thẩm vấn, mà người bọn họ tin tưởng nhất thì lại bán đứng bọn họ. Khi thấy ảnh chụp Triển Tô Phàm mang đến, nhìn thấy Cố Khê cùng một nam nhân xa lạ tiếp xúc, hơn nữa lại ở nhiều nơi khác nhau, bọn họ không đơn giản chỉ tức giận bởi vì Cố Khê đã phản bội, mà còn vì cậu ấy đã giấu giếm. Vì cái gì Cố Khê một chữ cũng đều không nhắc tới. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng bọn họ bề bộn công việc, nhưng vẫn có cơ hội cùng nhau ăn cơm, không phải hay sao? Vì cái gì Cố Khê không có nói với bọn họ về người nam nhân này? Về sau đáp án liền sáng tỏ, hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, bọn họ căn bản không thể bình tĩnh nổi. Bọn họ chỉ biết đã bị phản bội, bị chính người mình yêu thương phản bội, bọn họ bị tổn thương. Nhưng khi nghe thấy tin người kia đã rời đi, nghe xong nghi hoặc của anh Hải Trung, đáy lòng lại có âm thanh chất vấn. Bọn họ tựa hồ đã quá hấp tấp, cẩn thận hồi tưởng, từ đầu đến cuối, bọn họ giống như đều không có cho Cố Khê cơ hội giải thích. Chẳng lẽ sự việc này còn có nguyên nhân khác? Nhưng chính cục trưởng cục cảnh sát đã xác nhận là Cố Khê đã tố giác bọn họ với vị cảnh quan kia, cũng đã cung cấp rất nhiều chứng cứ nội bộ. Hơn nữa, người họ Lý kia thái độ đối với Cố Khê cũng đã chứng minh giữa bọn hắn và Cố Khê quả thật tồn tại một mối quan hệ nào đó. Anh Hải Trung, cái người họ Lý kia đâu? Kiều Thiểu Bắc lên tiếng hỏi. Ngụy Hải Trung khinh thường trả lời, nghe nói là bị điều đi nơi khác rồi, cụ thể đi đâu thì anh không có hỏi. Anh nghĩ hai cậu không có muốn nghe tin tức về hắn ta. Kiều Thiểu Bắc nhăn mày. Triển Tô Nam siết chặt lá thư trong túi, lạnh lùng nói, tìm hắn ta. Ngụy Hải Trung gật gật đầu, hắn hiểu được chuyện này không dễ dàng chấm dứt như vậy. Theo kính chiếu hậu nhìn hai người, Ngụy Hải Trung do dự trong chốc lát rồi hỏi, về Tiểu Hà thì làm sao? Hai người lập tức mím chặt môi. Lúc Ngụy Hải Trung nghĩ hắn sẽ không có đáp án, thì hắn nghe thấy hai người trăm miệng một lời, tra xem cậu ấy đi nơi nào. Kiều Thiểu Bắc tiếp tục nói, nguyên nhân bên trong của sự việc này em sẽ điều tra rõ ràng. Trước mắt, tạm thời trông chừng cậu ấy, đừng cho cậu ấy biết. Người nọ đem tiền trả lại bọn họ, thì rồi cậu ấy sẽ sinh sống thế nào? Ngụy Hải Trung nghe thấy những điều mà mình muốn nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, các cậu cứ an tâm đi Mỹ, anh sẽ tìm được cậu ta. Hắn tin tưởng bằng vào thế lực của hai nhà Kiều Triển thì muốn tìm Cố Khê thật là dễ dàng. Đồng thời phát ra tiếng thở dài, Kiều Thiểu Bắc cùng Triển Tô Nam lại ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. 3 năm qua em không hề giả dối, một đêm kia cũng không phải là giả. Bọn họ muốn biết rõ ràng nguyên nhân Tiểu Hà phản bội bọn họ.